Cách giải bài tập tìm số gần sóng dao động cực đại, cực tiểu trong miền giao thoa dành cho các bạn học sinh lớp 12. Và để giải bài tập này, chúng ta cần các phương pháp. Hiển nhiên, việc đầu tiên chúng ta cần tìm lambda bằng V nhân T hoặc bằng V chia cho F. Kiến thức bổ trợ đó là khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng lambda chia 2. Từ đó chúng ta sẽ có phương pháp lấy hai nguồn x bằng x2 chia cho 2 và cái khoảng cách mà chúng ta vừa nói là lambda chia 2. Cái này chúng ta có thể làm gọn lại nha. Nhân 2 cộng 1 thì chúng ta sẽ có được số dao động cực đại. Và tương tự như vậy, các bạn sẽ lấy x1, x2, cái phần này chúng ta làm gọn nha, còn lại lambda cộng với 0,5. Thì trong ký hiệu này các bạn chú ý dấu ngoặc vuông nghĩa là phần nguyên, và kết quả nhân 2 chúng ta sẽ có được số gần dao động cực tiểu. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ có một cái ví dụ. Và để làm được bài tập vật lý, nói chung các bạn cần trang bị cho mình một máy tính 580, hoặc là các bạn có thể mua cho mình một cái máy tính mới, đó là 880 BTG. Nhớ nha, phải có máy tính mới làm được bài. Và bây giờ chúng ta sẽ tham khảo một cái ví dụ cho hai nguồn kết hợp cùng pha AB cách nhau 9,5 cm, dao động với tần số là 100 Hz, biết vận tốc truyền sóng là 1,2 m/s. Có bao nhiêu gợn cực đại, cực tiểu trong khoảng giữa AB? Và dựa trên phương pháp phía trên, chúng ta sẽ đi tìm lambda. Thì lambda ở chỗ này chúng ta có tần số, vậy lambda bằng V chia cho F. V của đề bài là 1,2 m, và các dữ kiện đơn vị là cm, nên thầy sẽ đổi từ 1,2 m này sang cm/s, chính là bằng 120 chia lại cho F là bằng 100. Vậy thì chúng ta không xài máy tính đâu ha, tính nhẩm cho nhanh, được 1,2 và đơn vị là cm. Tiếp theo các bạn sẽ lấy, ở đây chúng ta có hai nguồn là AB, không nhất thiết phải là bọn hai nhé các bạn. Lấy AB chia cho lambda, sau đó lấy phần nguyên nhân 2 cộng 1. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy nè, mình có 9,5 chia cho lambda là 1,2, và kết quả chỗ này đó chính là 7,91. Vậy thì 7,91 phần nguyên sẽ là 7, 7 nhân 2 cộng 1, chúng ta sẽ có được kết quả là 15. 15 này là 15 điểm dao động cực đại. Thì ở đây thầy có thể cung cấp thêm cho bạn một thông tin, trong 15 dao động cực đại này sẽ có một đường thẳng, đó chính là đường trung trực của AB, và 14 hyperbol. Bởi vì một số trường hợp các bạn sẽ được đề bài hỏi gài chúng ta là có bao nhiêu đường hyperbol. Và tương tự như vậy, các bạn sẽ lấy AB đem chia cho lambda cộng 0,5, sau đó lấy phần nguyên nhân 2. Và chúng ta có 7,91 cộng thêm 0,5, và kết quả sẽ bằng 8,41. 8,41 phần nguyên sẽ là 8, nhân 2 là 16. 16 này đó là 16 gợn dao động cực tiểu. Và trong 16 này thì hiển nhiên chúng ta có đủ 16 hyperbol. Vậy còn khó khăn và thắc mắc gì về dạng bài tập này, các bạn hãy cho biết ở phần bình luận bên dưới video nha. Chúc các bạn thành công. Học vật lý thầy Tú, máy đỉnh.